Xin chào các bạn, mình là Ori đến từ CCL Hà Nội. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về thiết bị Soketter hay còn gọi là máy phát điện áp xung. Bên dưới là hình ảnh của thiết bị. Về máy phát điện áp xung có chức năng là tạo ra tín hiệu điện áp xung cao để kiểm tra đặc tính cách điện của các thiết bị điện, điện tử. Thiết bị có những đặc điểm như là điện áp đầu ra từ 0,5 đến 10 kV. Điện dung sạc là 1 la lô phara. Thời gian sạc xả là từ 1 đến 999 giây, với độ chính xác lên đến 3%. Có thể sạc xả được 9.999 lần. Đầu ra oscillo với tỷ lệ chia điện áp là 1:1.000. Thiết bị thường được ứng dụng nhiều trong sản xuất thử nghiệm và đánh giá, dành cho các thiết bị gia dụng, văn phòng và thiết bị công nghiệp. Về thông số kỹ thuật, thiết bị có model là 1065S của nhà sản xuất là Crepra, với đầu vào là 220V 50 hoặc 60Hz, nơi sản xuất là tại Trung Quốc. Sau đây là thông tin chi tiết và hướng dẫn sử dụng. Xin chào các bạn. Trong lĩnh vực điện, sự tăng vọt điện áp là một thứ rất quan trọng. Đó là một cơn ác mộng đối với các nhà thiết kế mạch. Các xung này thường được gọi là các xung được định nghĩa là điện áp cao, thường ở một vài kilovolt tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn. Các đặc điểm của điện áp xung có thể được nhận thấy với thời gian rơi cao hoặc thấp, sau đó là thời gian tăng rất cao của điện áp. Xét là một ví dụ về nguyên nhân tự nhiên gây ra điện áp xung. Vì điện áp xung này có thể ảnh hưởng đến thiết bị điện một cách nghiêm trọng, nên điều quan trọng là phải kiểm tra các thiết bị của chúng hoạt động chống lại điện áp xung. Ở đây, chúng tôi sử dụng một máy phát điện áp xung tạo ra điện áp cao trong thử nghiệm. Thiết bị có tên là Soketter với model là 1065S. Phía trước là màn hình giao diện của thiết bị. Phía bên trái là một nút nguồn. Phía bên phải là một cổng đầu ra, một cổng nối đất và một cổng để kết nối với oscillo. Ở giữa là màn hình. Phía bên phải là các chức năng như là test, stop, clear, help và fade. Ở phía bên trái, đây là thời gian dùng để sạc điện áp. Ở giữa là thời gian dùng để xả điện. Phía bên cạnh là thời gian dùng để bộ đếm counter để đếm số lần sạc và xả. Phía bên dưới dùng để đặt giá trị điện áp. Ở mặt sau của thiết bị gồm một cổng để nối nguồn và một bảng thông số kỹ thuật của thiết bị. Sau đây, tôi sẽ tiến hành thử nghiệm thiết bị. Đầu tiên, tôi sẽ bật thiết bị. Màn hình thiết bị đang khởi động. Tiếp theo, tôi sẽ nối thiết bị với oscillo. Bắt đầu cài đặt thời gian dùng để sạc điện là 2 giây. Tôi sẽ cài thời gian xả điện là 1 giây. Bộ đếm counter sẽ để nguyên là 50. Điện áp thử nghiệm tôi sẽ để là 10.000V. Sau khi hoàn tất
Quá trình sạc, tôi sẽ bắt đầu ấn test để thử nghiệm thiết bị. Sau khi ấn test, như các bạn đã thấy, phía bên màn hình oscillo hiển thị dạng sóng mà máy tạo xung. Ở đây, tôi để độ chia điện áp sẽ là 5V, ứng với chiều cao là một ô. Chiều rộng một ô tương ứng với một giây. Vì ở đây, điện áp đầu ra là tỷ lệ 1 chia 1.000. Lên chiều cao của xung sẽ là 10V, tương ứng với 2 ô. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với tôi theo địa chỉ ở bên dưới. Xin cảm ơn.